Uầy, vãi cả trưởng Clark à, anh lại sợ chú quá cơ. Trong nhà còn người nè. Làm sao? Bây giờ các chú muốn làm sao hả? Anh lại cho các chú lên bảng điểm số hết bây giờ. Ok, knock 2. Dưới đây em ơi. Ok, knock 3 luôn này. Thằng cuối đâu? Thằng cuối đi hả? Úi rồi, làm sao? Làm sao? Ui, anh lại phải ngại chú cơ. Làm sao? Chạy đâu hả em? Quadra kill luôn ơi, quadra kill với cây súng lục G18. Mua nick Free Fire lên quân, tới ngay sucsikẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha anh em ơi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ lại đến với cái chế độ tử chiến nha mọi người. Vâng, thì trong cái trận đấu này hiện tại thì Kẹo đang sử dụng cái nhân vật sát thủ vô thanh Raphael nha mọi người ơi. Một nhân vật đã từng rất là hot trong game Free Fire của chúng ta với quả đầu chọc như kiểu là độ ta không độ nàng phải không anh em. Thì đơn giản là nhân vật này sẽ biến tất cả mọi loại súng của anh em có thể là gắn thêm được giảm thanh nữa. Và ngày hôm nay thì Kẹo sẽ lại tiếp tục chỉ sử dụng cái cây súng G18 để lấy top 1 trong game Free Fire nha anh em. Rồi ok nè. Thì với cây súng G18 khi mà anh em mang theo cái con nhân vật Raphael và sử dụng tính năng đặc biệt thì vẫn có thể là có giảm thanh như bình thường này. Ok. Anh em thấy không thì cái âm thanh bắn của nó rất là khác luôn phải không mọi người. Ui, vãi cả trưởng Clark à. Anh lại sợ chú quá cơ. Trong nhà còn người nè. Làm sao? Bây giờ các chú muốn làm sao hả? Anh lại cho các chú lên bảng điểm số hết bây giờ. Ok, knock 2. Dưới đây em ơi. Ok, knock 3 luôn này. Thằng cuối đâu? Thằng cuối đi hả? Úi rồi, làm sao? Làm sao? Ui, anh lại phải ngại chú cơ. Làm sao? Chạy đâu hả em? Quadra kill luôn ơi, quadra kill với cây súng lục G18. Ngon lành anh em. Yes mọi người, và đến với vòng 2 của trận tử chiến này. Ok, mình sẽ mua thêm một số trang bị nữa và tất nhiên là vẫn chỉ sử dụng cái cây súng lục G18 để lấy top 1 trong game nha anh em. Ten ten, chờ đợi vài giây nữa và chúng ta sẽ bắt đầu lên đường đi săn mạng nào anh em ơi. Không biết là có bao nhiêu anh em còn nhớ tới cái con nhân vật Raphael của chúng ta nhở? Xem như nào, Kẹo chuẩn bị lên trên và sẽ kill thêm địch nha anh em ơi. Úi giời ơi, có người kìa, đứng lại em ơi, làm sao tính chạy đâu vậy hả? Ơ kìa, đứng lại thế Nicola. Ui, cầm súng tiểu liên mà phải sợ anh cơ. Ơ kìa, úi dồi, cái gì vậy hả, vỡ đầu chưa, sợ chưa hả? Ui, phía trên còn người luôn nè mọi người ơi. Vãi lúa, làm sao, đứng lại, nhanh này. Ok, knock 2. Còn ai nữa hả? À, tầm này là còn lại một đứa nữa nha mọi người ơi. Vâng, ok, clear luôn địch này, lên bảng đi. Thanh như này, double kill dành cho Sĩ Kẹo trong tình huống này. Xem như nào, hình như là còn một thằng cuối nữa. Nó ở trên thì phải anh em ơi. Tầm này là Kẹo chưa nhìn thấy thanh niên cuối cùng của đội bạn đâu. Đây à? Ui, làm sao? Cầm súng gì đấy hả em ơi? Anh lại phải ngại chú cơ. Ok luôn, chiến thắng luôn anh em ơi. Rồi nha, và đến với vòng 3/7 anh em ơi. Tầm này thì mình sẽ mua một số những cái bộ sửa chữa để sửa chữa lại cái giáp cái đã anh em ơi. Rồi ok, dùng ngay này. Nhưng mà vẫn còn hơi nát xíu nên là mua thêm một bộ nữa và mua thêm mấy cái lục G18 bắn cho đã tay anh em ơi. Như vậy là trong cái vòng 3 này chúng ta có hơn 300 viên đạn súng lục luôn. Thế này thì tha hồ thoải mái mà kill địch không lo hết đạn nha mọi người. Rồi nha anh em, chuẩn bị là let's go now. À kia rồi, ui sợ quá anh em, nói chung là cứ phải từ từ. Đơn giản là vòng 3 này chúng nó có đầy súng ngon rồi. Kẹo mà cầm mỗi cây lục G18 mà xông xáo chạy qua khả năng cao đai sớm trước tim luôn cơ anh em. Thế nên là cứ phải từ từ anh em, từ từ rồi lạc khoai sẽ như nhá. Ấy, vãi lúa. Làm sao em ơi, đứng lại nhanh nào. Cái đậu xanh này làm sao. Ui, nốc một đứa rồi, ok. Đồng đội đa bắn nốc một đứa này. Vậy thì vô trong này, còn ai nữa không nhở? Ten ten qua đây nhưng mà vẫn chưa thấy ai cả này. Hello, đồng đội bị nốc hả anh em ơi? Quay lại ngay luôn này. Rồi ok, sống chết có nhau luôn phải không mọi người? Đứa nào đây vậy? Dám bắn đồng đội anh cơ à? Các chú lại trốn đâu rồi nhở? Hình như là trên tầng có người à? Ui, phải trưởng, cầm shotgun thủ nhà luôn. Dã man, cái gì đây? Cái gì vậy hả em ơi? Cầm shotgun M1014 thủ nhà luôn. Phải cả trưởng này, ok, nốc chưa? Nốc chưa hả em ơi? Cái đậu xanh này, cầm shotgun thủ nhà này, bài học đáng đời nha em ơi. Ngoài này là một thằng địch vừa bị kill rồi. Tầm này là chỉ còn lại một tên địch cuối cùng thôi nha anh em. Hello, bạn cuối cùng, bạn đâu rồi? Ui, chiến thắng luôn, win luôn anh em ơi.
Và chào mừng anh em đến với vòng 4 trên 7 của trận đấu tử chiến này. Chỉ cần win thêm trận này nữa thôi thì team của Kẹo sẽ là team chiến thắng trong chế độ tử chiến nha anh em. Chuẩn bị sẵn sàng cây súng lục G18 rồi. Hiện tại thì mình đang chuẩn bị rất là nhiều đạn luôn. Tầm khoảng là gần 500 viên đạn G18 cơ mà. Thế này thì thoải mái mà cứu địch nha anh em. Rồi nha, chúng ta lên đường. Hello, các bạn đâu rồi? Các bạn đâu rồi? Ra đây solo với Kẹo nào. Kẹo cầm lục G18 nhưng mà Kẹo không sợ các bạn đâu nha. Để coi nào, xem chúng nó làm gì ở đây nhỉ mọi người. Ten ten đây à? Đây à? Ui, đậu xanh, làm sao? Muốn gì? Ui, phải lục anh ơi. Anh ơi đừng áp sát em thế, em sợ. Ơ, thằng kia nó chạy qua bên này à? À đây rồi, nhảy lốp xe cơ. Xuống ngay, nhanh em, xuống ngay. Ui, vãi thằng bé nhảy lốp xe lên trên rồi. Đây nữa hả? Vãi cả trường này, Cla, làm sao em? Cla, Cla thì cũng lên bảng điểm số nha em. Từ từ mình cuốn máu đã. Phía trên là có luôn một đứa nha anh em ơi. Chuẩn bị là công lên thôi mọi người. Cuốn đầy máu để tự tin nào. Let's go, lên trên vả nó luôn. 4 cân 1 thì không chột cũng què luôn này. Làm sao vậy Hải ơi? Coi chừng nha em ơi. Lên bảng điểm số đi. Tuyệt vời luôn anh em. Win Boya và chúng ta có được top 1 trong cái ván đấu này rồi nha mọi người. Ngon lành cành đào nhở. Hôm nay Kẹo chơi thế này thì anh em đã tự tin cầm cây súng G18, anh em cân team trong chế độ tử chiến chưa nhở? Rồi ok, chúng ta sẽ lại chơi thêm một trận đấu tử chiến nữa nha anh em ơi. Cơ bản là cái trận đấu lúc nãy của chúng ta nó kết thúc sớm quá, thế nên là làm thêm một game nữa nhỉ anh em. Ok này, vẫn là cây súng lục G18 và con nhân vật Raphael sát thủ vô thanh. Và bây giờ thì Kẹo tuyên bố thẳng luôn anh em ơi. Chơi game trận này mà Kẹo bị nốc cái là xóa game khỏi chơi Free Fire luôn nha anh em. Vâng, và chúng ta lên đường thôi nào. Với cây súng lục G18 ở vòng 1/7 thì mình vô cùng là tự tin. Cơ bản thì mình hay là team địch thì mọi người đều phải xài súng lục đầu tiên cả anh em ơi. Vòng 1 thì ai cũng phải xài súng lục cả mà. À đủ, cái gì đây? Thanh niên nào đây hả? Anh Phong cơ, anh lại sợ chủ quá cơ, làm sao hả? Chạy đâu hả? Mấy thanh niên rơm rơm này. Ten ten này. Đứng đâu Hải em ơi, đứng đây à? Anh tưởng đứng đâu cơ? Chạy đi em. Rồi nha em ơi, chạy nhanh không đai này, chạy nhanh không đai này. Hello, bên này còn có người phải không anh em ơi? Anh pho áo trắng à? Đứng lại em ơi, chạy đi đâu? Chạy đi đâu Hải em ơi? À đủ này, làm sao? Vâng, thằng cuối à? Nốc luôn, vãi. Đồng đội nhanh tay thật anh em ơi. Đồng đội phải nói là quá nhanh tay luôn anh em ơi. Tầm này là còn lại một thằng cuối nha anh em. Và anh em đã thấy là thằng địch cuối cùng chưa nhỉ? Ờ vãi, đã xong rồi cả. Uầy, đồng đội phải nói là quá nhanh tay luôn nha anh em ơi. Đến với vòng 2/7 này, tầm này thì sẽ mua thêm mũ giáp cho nó trâu anh em ơi. Ok, chúng ta có một cái giáp 3 này, có mũ 2 này, và có thêm 3 trái bông keo nữa. Rồi nha anh em ơi, trận này thì sẽ chiến đấu ở trên cảng lớn này. 3, 2, 1, chúng ta lên đường và solo thôi anh em ơi. Xem thằng nào láo nháo cầm G18 vả nó luôn anh em ơi. Với cây súng lục này, hôm nay sát thủ vô thanh Raphael sẽ làm bá chủ luôn chế độ tử chiến nhá. Ten ten, team địch phía này hả? Ui, gì đấy hả em ơi, làm sao đấy hả? Ok luôn, xong rồi một đứa này. Ơ kìa, thanh niên thứ hai đi rồi. Chạy đâu hả em ơi, úi dồi ôi. Xông thẳng qua nhà địch thế này thì các chú cứ mà phải khóc thét với anh nhá. Rồi nha, nốc thằng thứ hai vào đây. Triple kill luôn, win luôn trận này, cực kỳ đơn giản anh em. Vâng, như vậy là đến với vòng 3/7 nha. Ten ten, mũ giáp của mình này là mua thêm nấm cấp 3. Và chúng ta sẽ có thêm bông keo anh em. 10 trái bông keo luôn anh em, thấy thoải mái chưa nhở? Với lại thì hơn 160 viên đạn súng lục thì các bạn chơi đến lúc win vẫn còn chưa hết đạn súng lục cơ anh em. Rồi nha, chính xác là 165 viên đạn súng lục nè mọi người. Let's go. Hello. Bây giờ là chạy xông thẳng qua nhà địch luôn anh em ơi. Không phải ngại bố con thằng nào cả. Đâu rồi các bạn, đâu rồi? Ra đây này. Hello các bạn ơi, đây à? Anh Foy, anh đừng chạy. Anh ơi, anh đứng lại đi anh. Anh ơi này, đứng lại này, nốc một đứa này. Hai thằng này thì nó lại chưa ra khỏi chỗ hồi sinh luôn nha anh em ơi. Vãi cả game này. Thế thì lên bảng điểm số đi em ơi. Nạp đạn cái này và triple kill, chiến thắng vòng 3/7 rồi mọi người ơi. Đến với vòng cuối cùng đây, vòng 4/7 đây mọi người. Nếu như mà team của Kẹo win nốt trận này nữa thì chúng ta sẽ giành chiến thắng trong trận tử chiến này luôn nha anh em. Ok luôn. Và mình mua rất là nhiều cây lục G18 và chúng ta có tầm khoảng là gần 500 viên đạn súng lục G18 cơ anh em ơi. Thoải mái để mà bắn địch luôn anh em ơi.
cũng như là kẹo muốn khoe khoang độ dích của kẹo đó là. Hello anh em, mình đang có rất nhiều đạn súng lục nha. Anh em ơi, súng đạn sẵn sàng rồi thì phải săn tìm địch thôi nhỉ. Rồi nha, chúng ta sẽ chạy qua cái phía này. Hello, anh em thấy ai chưa? Riêng kẹo là kẹo chưa thấy ai nhá. À đủ này, một thanh niên này không ra khỏi chỗ hồi sinh hả? Ok nó một. Nữa hả? Vãi trưởng này. Rồi nha, anh Phò à? Úi dồi ôi, đồng đội toàn mấy đứa thoát trận này, mình anh Phò gánh sao nổi. Ơ kìa, thằng quái đi à? Uầy, làm sao? Thằng quái đi à? Yes, xì kẹo double kill anh em ơi. Và quẩy thôi nào. Top 1 rồi anh em ơi, xả hàng bong keo này rất nhiều bong keo nha. Ten ten và chúng ta ăn mừng thôi nào anh em. Bây giờ thì bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha.